Xin thưa các bạn yêu môn xe đạp đua, hôm nay 22 tháng 4 năm 2022 tại nhà anh Phạm Biên ở thôn Quả Pháo, xã Tịnh Hiền Hòa, tỉnh Bắc Giang, câu lạc bộ xe đạp đua của chúng tôi chính thức ra mắt. Chúng tôi gồm 10 thành viên với mục đích rèn luyện sức khỏe dẻo dai, có cuộc sống tốt cho hàng ngày. Và chúng tôi gồm 10 chiếc xe với các hãng có tên tuổi trên toàn thế giới như Nhật Bản, Đức, Đài Loan, Trung Quốc và một số nước khác. Mời các bạn sẽ nhìn 10 chiếc xe của chúng tôi đã được đặt song song tại nhà anh Phạm Biên. Đây, để với hãng xe này, chúng tôi rất cảm ơn nhà hàng đại lý xe ở 16/61 Lạc Trung, Hà Nội, người đã cung cấp cho chúng tôi những chiếc xe tuyệt vời. Chúng tôi với hy vọng có một sức khỏe dẻo dai và rất muốn được liên kết và được giao lưu với anh em bạn bè, những người yêu thích môn xe đạp đua. Và cuối cùng, xin chúc tất cả anh em có môn xe đạp đua một sức khỏe dồi dào, có cuộc sống tốt. Thế và muốn được giao lưu, chúng ta thường xuyên gặp gỡ để cho câu lạc bộ của chúng tôi ngày một phát triển, lan rộng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn. Còn đây là sản phẩm của xe Java công nghệ Đức. Java này. Tito này. Công nghệ Đức. Xe Nhật này. Đấy, các bạn xem. Mua tại shop của em Lan. Xe đạp chấp bom. Đây. Quay kết hợp vào đây là không, cái này ông lưa thoải mái, cái nó không bị dối. Ông Dung nhà, xin chào em Lan nhá. Shop xe đạp đua vít.com Hà Nội. Hôm nay 10 thành viên của câu lạc bộ xe đạp thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang thành lập chính thức. Đấy, 10 thành viên. Đây, em xem. Đấy, để ra mắt hôm nay câu lạc bộ. Đấy. Và cũng là buổi đầu tiên có mời tất cả các thành viên đến liên hoan một bữa đầu tiên để công việc được thành lập. Đây các bạn xem. Tôi xin mời tất cả các bác và các chú, các em nhé. Đây là câu lạc bộ xe đạp này. Vít chân quang. Xin chào em Nam nhé. Xin chào em Nam. Đây. Rồi. Đấy. Bắt đầu vào sinh hoạt nhá em Lan. Đấy, tất cả là số xe là mua của em 10 con, trong đó 10 con thì có 7 con của em nhá. Xin chào em nhá. Đây nhá, đây là đèn nia của Hiệp Hòa Bắc Giang này. Đây, xin chào em Lan nhá. Đây, đội quân của bọn anh đây. Đấy, đấy xe này. Đây. Đấy, toàn xe Titer với Sava nhá. Đấy, em nhìn này. Đấy. Đấy. Đấy.
Đoàn xe này anh, xe này là anh lấy của shop thể thao vít.com này, của đại lý em Nan này. Đây. Đây này. Đội xe đua đây. Đấy. 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 10 chiến sĩ nhá. Cả anh là 10 chiến sĩ. Rồi. Không, xứng anh cho nó trẻ. Còn cái anh này đây mà em xem bụng này. Cho rùa. Thế này mà đang đòi 63 nhưng mà tiền đang bí em ạ. Còn ông này là hôm qua lấy của em mấy con màu đen đỏ đấy. Đấy. Hôm nay đi bảo xe làm sao nhẹ thế. Đây nha, xin chào em nhá. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ lại các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Đây là anh Biên và những người bạn trong câu lạc bộ xe đạp thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Cách đây 5 tháng, anh Biên đã đến với shop và chọn mua cho mình một em xe đạp đua Twitter T10 Pro, bao món Shimano 1.5R7000 màu đất sét tuyệt đẹp. Sau đó anh mua tiếp một em Twitter Cyclone Pro voi rồng, xe đạp touring màu vàng chuối rực rỡ. Và từ đó đến nay, anh đã giới thiệu rất nhiều bạn của anh mua xe tại shop. Hàng ngày, anh cùng những người bạn thể dục thể thao bằng xe đạp. Anh luôn muốn nâng cao sức khỏe cho mình và những người bạn. Do vậy, đã quyết định thành lập câu lạc bộ xe đạp thôn Gò Pháo. Vâng, câu lạc bộ đã chính thức được thành lập với 10 thành viên ban đầu. Và trong đó có 7 chiếc xe đã mua tại shop xe đạp thể thao vip.com. Rất vui vẻ, hào hứng và phấn khởi, anh đã ghi lại những cảm xúc ấy để gửi shop. Vâng, cảm ơn anh Biên và những người bạn trong câu lạc bộ đã tin yêu và ủng hộ shop xe đạp thể thao vip.com. Thay mặt shop, xin kính chúc các anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và có nhiều trải nghiệm thú vị bên những chiếc xe đạp thể thao. Và xin chúc câu lạc bộ xe đạp thôn Gò Pháo ngày càng phát triển vững mạnh. Và cuối cùng, xin chúc tất cả anh em có môn xe đạp đua một sức khỏe dồi dào, có cuộc sống tốt. Thế và muốn được giao lưu, chúng ta thường xuyên gặp gỡ để cho câu lạc bộ của chúng tôi ngày một phát triển, lan rộng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn.